Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Trung Nông Dân. Hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị các bạn món gà kho tuyệt đỉnh. Đầu tiên là các bạn cho hành lá vào trong chảo dầu. Các bạn chảo cho hành lá này với dầu để nó thật thơm đi. Đấy, sau đó là bạn gừng, gà làm sẵn nhá, gừng bạn ướp này, các bạn ướp với gà này, đây là dầu hào nhá, dầu hào. Xì gió tương ớt này, xì gió chiên su này, hạt tiêu xay nhá, hạt tiêu các bạn cho mình muỗng hạt tiêu. Bột lên này, bột canh nhá, đường, quý vị các bạn này đảo đều có ướp trong vòng tối đa là 15 phút cho gia vị nó ngấm. Món gà kho ngon tuyệt đỉnh. Hành lá thì các bạn đảo cho hành lá nó mỡ và hành lá này nó chín đi. Để vung vào trong chờ cho ngấm gia vị trong vòng 15 cho đến 20 phút. Khi đã đủ thời gian ngấm gia vị thì chúng ta cho lên bếp và chúng ta tiến hành nấu. Thì đây là mỡ đã chiên với hành thành mỡ hành đây. Chúng ta cho mỡ vào như này. Thì chúng ta đun đảo nóng, rồi chúng ta cho một ít cái rượu gạo vào cho nó vị thơm, lại mùi và khử mùi tanh.
Khi các bạn đảo đều rồi các bạn lấy vung đun nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa trong vòng 15 phút nữa nha. Chúng ta đun gà đã chín 15 phút đây. Chúng ta cho cái hành lá vào nhé, lá để nó dậy mùi thơm. Đấy. Rất ngon thơm này. Các bạn là khi đã xem video các bạn làm bắt tay vào làm ngay cho bản thân chúng ta và gia đình được thưởng thức món ngon. Các cụ bảo là muốn ăn thì ăn vào bếp, muốn ngon đây đã xong. Mời quý vị và các bạn khi xem video thì thấy hay thì cho mình xin một nút chia sẻ, một lượt like và một lượt đăng ký để mình có động lực làm tiếp những video về sau cho các bạn cùng xem. Mời quý vị và các bạn cùng cơm với gia đình nhà mình nhá.